Xin chào các bạn nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 đường Hồng Hà, phường Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0905958889. Hôm nay thì mình mới về được, nói thực sự nó có thể gọi là siêu phẩm luôn. Mới về được một siêu phẩm xe Suzuki GZ150A, phiên bản đăng ký năm tháng 11 năm 2021 và biển Hà Nội chính chủ. Đây ạ, biển số là 29S690243. Mới đăng ký được có vài tháng thôi, chưa được nửa năm đâu ạ. Đây. Và cái số km của chiếc xe này mới đi là hơn 500 km thôi nhá. Còn chưa hết roda luôn. Đây. Số km là 500 km ạ. 485 km chứ, chưa hết roda luôn. Nó mới đúng là như rất hãng luôn nhá. Tất cả các cái đồ đạc trên xe nó như rất hãng. Hai chìa khóa zin này, đầy đủ, một chìa khóa chưa sử dụng này. Gương zin các thứ đầy đủ, sách hướng dẫn sử dụng, bảo sổ bảo hành là đầy đủ, không thiếu cái gì nhá. Thì nói qua với các bạn là nếu mà một chiếc xe mà nó đi có chưa đến 500 km thì nó mới như thế nào chắc là các bạn hiểu rồi. Mình quay xung quanh để cho các bạn cùng ngắm chơi nó nhá. Trước đấy, trước mắt đấy, quay xung quanh cho các bạn cùng ngắm. Một chiếc xe Suzuki GZ mà như thế này thì nó không khác gì là một chiếc xe rất hãng ra. Đây, cục máy của nó thế này đây ạ. Đây ạ, đấy, cục máy nó ạ. Nó mới đến như thế này. Nói chung là chủ xe thì là người cũng gọi là có tiền. Bác ấy mua này, thực ra là bác ấy hứng chí lên thì bác ấy mua. Thế nhưng mà để mà bác ấy sử dụng thì bác ấy không đi mấy. Bởi vì bác ấy đi xe ô tô nhiều quá nên là bác ấy chả đi được xe máy. Thế thì đến khi mà bác ấy bán cho mình thì là bác ấy gọi bán cho mình thì mình cũng rất là ngỡ ngàng là bác ấy gọi bán. Mà bác ấy mới, lúc mà bác ấy mua là bác ấy rất là cẩn thận và tìm hẳn mua xe mới luôn. Đây các bạn nhìn xem này. Đấy, những cái con ốc nhái này, lốp lăn này. Đây nhá, tháng 11 năm 2021 luôn nhá. Đấy. Đây, vành bánh các thứ các bạn nhìn này. Lốp vẫn còn nguyên chỉ lốp, chưa mờ một tí nào luôn. Củ phanh, củ phước các thứ thì nó đẹp lắm luôn ạ. Mình chạy từ bên Sóc Sơn về rất là dễ chịu. Xe đi cực kỳ nhẹ nhàng, êm ái. Đây, còi còn vẫn còn ni lông dán luôn, chưa bóc. Nắp bình xăng cũng vậy luôn ạ. Nắp bình xăng cũng dán ni lông, chưa bóc này. Còn các cái bên tay, các bạn nhìn tay lái đây. Các cái tay lái của nó còn mới cực kỳ luôn. Siêu mới luôn. Đây ạ. Quá đẹp luôn này, đồng hồ báo số FI rồi đồng hồ số thứ là đầy đủ luôn này. Bình xăng, vân bình xăng. Đấy, các bạn nhìn cái vân bình xăng đẹp thế. Thùng cốp là đầy đủ. Các cái đây, các bác nhìn cái con ốc của nhà sản xuất người ta nó còn chưa hết cái màu sơn ở phía ngoài, vạch phía ngoài. Giảm dốc, giảm xeo. Không một vết xước nhá, không một vết xước nhỏ, xe dán ni lông và không một vết xước nhỏ nào luôn. Các bạn tìm thấy một vết xước nào trên xe thì mình trừ luôn 1 triệu luôn. Cứ một vết xước là 1 triệu ạ. Đây. Cục máy đây, bên tay phải đây ạ. Nó quá đẹp luôn. Lần trước thì mình mua được một chiếc đăng ký năm 2020 thì cũng chạy được ở đâu 2.000 cây. Nhưng mà chiếc này thì nó quá mới luôn. Đăng ký 2021 tháng 11 mà lại còn đi có 400 cây thì nó quá khủng khiếp. Thùng cốp đẹp tuyệt vời luôn. Zin đầy đủ không thiếu một cái gì. Tựa lưng tựa liếc này. Đây ạ. Đấy, tựa lưng tựa liếc, zin hết theo xe luôn. Một chiếc xe như thế này thì chắc chắn là các bác để mà bác săn tìm nó rất là khó. Mình cũng là hữu duyên thì là có thể mua được của bác Hạnh đấy thôi ạ. Bác chủ xe tên là Hạnh nhá, người Sóc Sơn. Đấy. Đây. Các bác nhìn đây nhá. Năm sản xuất này, 2021 nhá. Đấy. Cực kỳ mới. Đây lốp đằng sau đây. Lốp đằng sau đây. Chỉ lốp đây, các bác nhìn chỉ lốp này. Này, đây là cái ốc trục các thứ đằng sau này, càng phanh này. Xe chạy chưa hết roda. Vẫn còn nguyên roda. Và nếu mà bác nào mua thì là mình sẽ tặng kèm một cái lọc dầu để lần tới thay dầu ở mốc km 500 cây thì là các bác thay luôn cái lọc dầu đấy vào.
một chiếc xe Suzuki GZ đăng ký năm 2021 và chạy 400 km ạ. Đúng là một siêu phẩm luôn. Khi mà bác chủ mua và đăng ký mới thì là chiếc xe này nó có giá là 81 triệu. Đăng ký xong là có giá 81 triệu là biển Hà Nội đấy ạ, ra biển Hà Nội. Mua của Suzuki Hà Thủy. Đấy, đăng ký xong là 81 triệu tròn. Quá mới luôn. Bác ấy hứng lên thì bác ấy mua chứ bác ấy có sử dụng đâu. Mình hôm nay mình đến mình mua thì bác ấy vẫn còn phủ cái bạt ô tô của bác ấy lên trên cái xe. Nên là mình hỏi là tại sao bác bán, bảo thì anh không dùng nữa, anh hứng lên thì anh mua, nên là bây giờ thì không có chỗ để thì anh bán. Đấy, bây giờ để mà tìm được một con xe như thế này thì khó. Giá xe bán mới vẫn là 74 triệu nhá, 74 triệu là xe mới. Đăng ký đăng kiếp biển Hà Nội xong là thêm 8 triệu nữa là 81 triệu mấy trăm đấy, là gần 82 triệu đấy. Vâng. Cái biển số đây nhá, rõ ràng biển số mình luôn luôn lúc nào cũng public cái biển số ra cho các bác cùng nhìn. Đấy, xe nó quá đẹp luôn. Thì chiếc GZ 150A đăng ký năm 2021, tháng 11 năm 2021, biển kiểm soát 29S6-90243 này thì đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với giá là 66,5 triệu nhá các bạn nhá. Giá bán của chiếc xe này là 66,5 triệu đồng. Mình xin nhắc lại ạ, giá bán là 66,5 triệu đồng. Các bác đã có thể là tiết kiệm được 15-16 triệu cho một chiếc xe coi như là mua mới đấy ạ. Đấy thì cái giá bán đấy là không bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển nha các bác nhá. Mình đã nói rất là nhiều ở trong các cái video của mình rồi, nhưng nhiều bác gọi đến vẫn hỏi là cái chi phí đấy nó có bao gồm không. Thế thì các cũng kính mong các bác là xem kỹ cái video và những cái mà mình nói để cho nó đầy đủ hết các cái thông tin rồi thì nó, anh em ta nó đỡ phải hỏi nhau về những cái đấy. Đi vào chung kết luôn ạ. Đấy, xe còn nguyên sổ bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ nhá, không thiếu một cái gì. Đây, cái tem giấy của nó nhiều lúc vẫn còn chưa rửa chưa sạch, còn chưa hết nhá. Đây, cục máy này. Đấy, các bạn nhìn nó mới đến mức độ như thế nào. Thực sự là phải có duyên thì mới mua được những chiếc xe như thế này, chứ còn bình thường ra chả mấy khi mua được những chiếc xe như thế này đâu ạ. Và các bác nào là rất là nhiều bác đã hỏi mình là có GZ 150 không thì lâu lắm rồi, cũng phải đến gần nửa năm rồi ấy, phải đến 3-4 tháng nay mình không mua được một chiếc nào. Thì hôm nay mới về được một chiếc này và nó là siêu phẩm luôn. Thế thì bác nào mà thực sự là có nhu cầu thì nhanh tay gọi cho mình số điện thoại 0905958889 nhá. Để anh em cùng nói chuyện thêm và đi vào chung kết của chiếc xe này nhá. Đấy, quá đẹp luôn. Một chiếc xe mà không nói về chất lượng và hình thức luôn, bởi vì nó là xe mới. Mới 99,99%. Cam kết luôn không một vết xước nhỏ, sơn dán ni lông. Chưa hết rốt đa. Đấy. Cái đinh tán đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Rồi. Cái nước mạ của những cái con xe su này phải nói là nó quá đẹp. Nó quá mới, quá tốt. Cái xe su này có những chiếc là nó đăng ký từ những năm 2012, 2013 mà cái nước mạ của nó không bị tàn phai luôn. Nước mạ vẫn bóng loáng. Thực sự là nước mạ của xe su GZ đáng nể đấy ạ. Vâng, thế thì mình xin dừng cái video ở đây. Và kính mong các bác là nhấn nút like, nút follow để có thể theo dõi những cái video tiếp theo của mình nhé. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.